Chào các bạn đã đến với video này. Đây là video sẽ giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng máy rửa mặt Skinro Sonic 3-in-1 System. Bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm cảm giác thư giãn như spa tại nhà với sản phẩm này. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết ngay sau đây nhé. Đầu tiên chúng ta không thể bỏ qua công nghệ Sonic. Đây là một công nghệ đang rất thịnh hành trên thị trường hiện nay. Có thể nói công nghệ Sonic có khả năng chuyển động nhanh, tần số âm từ công nghệ Sonic tạo thành sẽ được quy đổi thành số lần rung là 210 lần trên 1 giây, tương đương 12.600 lần trên 1 phút. Và tiêu chuẩn dao động của tần số Sonic là từ 8.000 cho đến 12.000 lần rung trên 1 phút. Với các tốc độ rung khác nhau như thế thì các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh từ cường độ rung nhẹ cho đến cao dần. Với công nghệ Sonic thật tuyệt vời phải không nào? Giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu ba đầu cọ với ba chức năng chính trong máy rửa mặt Skinro Sonic này nhé. Một bộ sản phẩm như thế này thì sẽ bao gồm những dụng cụ như sau. Đầu tiên sẽ là một cái máy cầm tay, máy rửa mặt Skinro Sonic. Bên cạnh đó sẽ có một đế giữ sản phẩm và ba đầu cọ với ba chức năng chính khác nhau. Ngân sẽ giới thiệu đầu cọ đầu tiên, đó chính là đầu cọ làm sạch hàng ngày. Các bạn có thể kết hợp đầu cọ này sử dụng với sữa rửa mặt. Chúng ta có thể sử dụng mỗi ngày, vào mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối. Và đầu cọ thứ hai, đó chính là đầu cọ silicone. Đầu cọ này thì các bạn có thể kết hợp với sản phẩm tẩy tế bào da chết để chúng ta có thể loại bỏ những tế bào da chết trên làn da hàng tuần từ 1 đến 2 lần để giúp cho những dưỡng chất từ sản phẩm mình chăm sóc da hấp thu vào da một cách dễ dàng hơn. Và đầu cọ thứ ba Ngân muốn chia sẻ đến đó chính là đầu cọ kim loại. Với đầu cọ này thì các bạn sẽ kết hợp với kem dưỡng da hàng ngày. Sau khi các bạn bôi kem lên da, mình sẽ dùng đầu cọ này để massage, thì như vậy sẽ giúp cho những sản phẩm dưỡng da, những dưỡng chất này hấp thu vào da tốt hơn và mang đến một cảm giác thư giãn dễ chịu. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cách lắp pin và đầu cọ như thế nào nhé. Đầu tiên, các bạn sẽ cần phải lắp pin vào máy. Ở phần đáy của sản phẩm, các bạn chỉ cần bật nhẹ về phía đằng trước để chúng ta có thể lấy cái nắp ra và lắp pin vào phía bên trong này. Mỗi một lần sử dụng như thế này thì chúng ta cần 2 viên pin ha. Vậy thì các cách chúng ta sẽ tháo và lắp ráp đầu cọ như thế nào? Ngân sẽ cầm máy hướng về phía trước. Nếu như các bạn không muốn sử dụng cái đầu cọ dùng để rửa mặt hàng ngày này nữa, chúng ta tháo cái đầu cọ này ra để thay thế bằng một cái đầu cọ khác. Và cái cách tháo là các bạn chỉ cần đặt máy hướng về phía trước như thế này và xoay về phía bên tay phải thì mình sẽ có thể dễ dàng lấy đầu cọ ra. Sau đó các bạn sẽ lắp ráp một cái đầu cọ khác vào. Các bạn cũng sẽ đặt máy hướng về phía trước như thế này và đặt đầu cọ vào. Sau đó các bạn sẽ xoay về phía bên tay trái của mình để lắp ráp đầu cọ vào bên thân máy một cách nhẹ nhàng và dễ dàng. Tương tự, nếu chúng ta thay đổi một cái đầu cọ khác với đầu cọ, các bạn sẽ kết hợp với kem dưỡng hàng ngày để massage thư giãn. Cũng tương tự như vậy, các bạn sẽ đặt đầu cọ vào thân máy và sau đó chúng ta sẽ xoay về phía bên tay trái là chúng ta lắp cái đầu cọ vào, và khi tháo cái đầu cọ ra thì các bạn sẽ xoay về phía bên tay phải của mình để lấy đầu cọ ra. Sau 3 đầu cọ cùng 3 chức năng sẽ là 3 chế độ vận hành thú vị của máy. Chế độ 1, chế độ làm sạch tự động từng vùng trên khuôn mặt được cài đặt trong 60 giây. Chế độ này được thiết kế để làm sạch và tẩy tế bào da chết trên khuôn mặt với thời gian được cài đặt tự động là 60 giây. Để làm sạch vùng trán trong 20 giây đầu, tiếp theo đó là mũi, nhân trung và cằm trong 20 giây tiếp theo, hai bên má mỗi bên 10 giây. Như vậy thì sau 60 giây, máy sẽ tự động dừng hẳn. Chế độ 2, chế độ rung liên tục với cường độ cao. Bạn có thể chọn chế độ này nếu muốn làm sạch sâu và massage cho làn da. Tuy nhiên, tránh sử dụng chế độ này nếu làn da của bạn là da nhạy cảm, dễ kích ứng. Chế độ 3, chế độ rung liên tục với cường độ thấp. Bạn có thể chọn chế độ này để giúp làm sạch và massage thư giãn cho làn da. Vì chế độ này có cường độ nhẹ cho nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng trong khoảng thời gian dài hơn, có thể massage để tạo cảm giác thư giãn và dễ chịu cho làn da.